đang quay rồi đúng không? Vâng. Có gì đâu hay nhỉ? Vâng. Đi ra ngoài kiểu ai người ta cũng nhìn vào cái cam này luôn ấy. 15 triệu đồng cho một chiếc máy quay, hơn 50 triệu cho các thiết bị quay dựng khác. Tổng số tiền đầu tư còn hơn cả một chiếc xe. Hiện tại thì mình đầu tư trang thiết bị là khoảng rơi vào khoảng 70 đến 80 triệu. Có những giai đoạn mình cũng muốn bỏ cuộc, không muốn đi làm cái xe công nghệ này nữa rồi, nhưng mà suy nghĩ lại thì đầu tư mạo hiểm rồi thì quyết định là vẫn phải theo. Ở trong trang thiết bị thì mình sẽ cài mic ở đằng sau áo, thì khi mà cái quá trình mà mình với khách hàng nói chuyện thì sẽ thu được âm rõ hơn. Nhưng mà có phải quốc nào cũng có những cái câu chuyện hay để mình khai thác không? Có nhiều khách hàng lên xe là người ta ngồi im luôn một phát đến điểm luôn. Mình nói người ta cũng không nói gì luôn ấy. Nếu mà em nói tầm khoảng 2 đến 3 câu mà khách hàng mà người ta đáp lại mà em cảm giác là không nhiệt tình với lại không hướng ngoại ấy, thì em sẽ dừng lại. Sáng chở khách, tối về dựng hình, chỉ đơn giản ghi lại những gì xảy ra trong một ngày. Nhưng những video này đã giúp Mạnh có những hợp đồng tài trợ nhiều hơn cả lương chạy xe. Em dạy anh quả câu anh yêu em, hôm nào anh nói chuyện với cho mấy bạn Hàn đó. Chỗ ai rồi? Tôi thích bạn. Chỗ ai rồi á? Chỗ ai rồi? Hiện tại thì mình đang nhận booking quảng cáo thì nó khoảng được 5 triệu một video. Bất kể trong cái tình huống như nào thì mình cũng phải linh hoạt và mình có thể là theo được cái câu chuyện đấy để tạo ra được những cái video mà thú vị cho kênh của mình. Nhiều người còn hy vọng có thể tìm kiếm sự nổi tiếng trên mạng, một con đường thoát khỏi công việc cũ. Với tấm bằng đại học chuyên ngành du lịch, nhưng Công vẫn quyết định lựa chọn tài xế công nghệ là công việc chính của mình. Những video ấn tượng trên trang mạng xã hội của Công lại là những cuộc gặp gỡ đầy hài hước với những du khách nước ngoài. Yeah. You come to 22 Nam Ngư à? Yeah. Speaks French. Bonjour. Okay. Khoảng thời gian nào mình cũng có thể dậy sáng, trưa, chiều, tối hoặc thậm chí là đêm. Mỗi câu chuyện thì mỗi khung giờ lại có những cái câu chuyện khác nhau. Em cũng là một sinh viên học ngành du lịch ấy, nên là nó giúp anh thực sự giúp ích rất là nhiều cho em. Mọi người có thể nhận thấy là tiếng Anh của anh ấy không phải quá tốt, nhưng mà anh ấy rất là tự tin, anh ấy rất là năng nổ, anh ấy sẵn sàng trò chuyện với nước ngoài để mình gặp lỗi gì thì mình sửa lỗi đấy. Xu hướng này còn được nhân rộng trên toàn thế giới, nhất là khi các nền tảng gọi xe công nghệ ghi nhận doanh thu giảm sút. Và TikTok đã nổi lên như một công việc bán thời gian, dễ tiếp cận cho bất kỳ ngành nghề nào. Nhất là những video càng chân thực lại càng thu hút được nhiều sự chú ý.